Giờ đêm rồi, thế nên là My sẽ phải nhỏ âm lượng xuống. Lâu lắm không gặp mọi người có nhớ My không? Sau 7749 lần con chó Lê Hồng nó trốn My, thì hôm nay My sẽ phải ra tay để trừng trị kẻ gian ác. Kể từ khi My mặc chiếc áo mới này, chưa có một con lợn nào chạy qua cả. Khoe tí, áo mới. Mọi người thấy áo mới của My có đẹp không? My xoay một vòng cho mọi người xem nhé. Chiếc áo mới này nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Homie. Chính vì vậy anh em hãy lên ngay fanpage Homie nhé, để xem những mẫu mới nhất. Tại vì bộ sưu tập lần này mang tiêu chí là ngon, bổ, rẻ, chất lượng, nên là anh em cứ yên tâm mà sắm đồ nhé. Mọi người đẹp không? Còn đây là mọi người thấy giày của My bẩn không? Đùa đấy, trông bẩn mà không phải bẩn đâu, kiểu nó vậy đấy. Thế nên là cái giày này mọi người đi thoải mái, không lo bẩn mà càng bẩn càng đẹp. Chất chưa, chất chưa, chất chưa. Mà giày này nhá là giá mềm nhất trong những mẫu giày của Homie từ trước đến nay. Thế nên là anh em cứ yên tâm vào fanpage Homie để sắm từ quần áo đến giày dép nhá. Ok, một phút quảng cáo đã hết. Chúng ta quay lại vấn đề chính ngày hôm nay. Bây giờ thì đã là 1 giờ đêm rồi, nên là mọi người cũng đoán được nội dung của cái màn show ngày hôm nay nó sẽ liên quan đến gọi là những cái thứ gì kinh dị và ma mị đúng không? Mà mọi người cũng biết thừa là con chó Lê Hồng rất sợ ma, rất sợ những cái gì gọi là hơi ghê rợn tí. Nên là tội gì My không lợi dụng cái điểm yếu của con chó Lê Hồng để chôn nó đúng không? Và màn show ngày hôm nay sẽ là một màn show pha lẫn giữa kinh dị và ảo giác. Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? My biết là mọi người nghe mọi người đã thấy tò mò rồi đúng không? Chính vì thế bây giờ đi ngay theo My để xem màn show ngày hôm nay là gì nhá. Let's go. Mọi người biết đây là cái gì không? Đây là nghìn con mắt My đã thu thập được để phục vụ cho màn show ngày hôm nay. Hôm nay My sẽ biến hóa thành quái vật nghìn mắt. Bây giờ My sẽ gắn cả 1000 cái mắt này lên mặt của My. Ok, bắt đầu thôi. Chưa, kinh dị chưa, xoài. Đố mọi người biết trên mặt My có bao nhiêu con mắt? Nhiều mắt thế này, đố ai qua mắt được My. Ok, bây giờ My sẽ làm việc My cần làm.
Ok, đi thôi. Vân đang ngủ rất say nên chú cứ ngủ đi, cứ ngủ say vào rồi chú chết với chị. Ta là quái vật nghìn mắt đây. Sợ chưa? Điên à? Cô thì mày hết trò đêm hôm đang ngủ. Đêm hôm thì tao mới trồn mày chứ. Em chết rồi, anh bị kẹt rồi đấy. Anh nằm ở dưới đấy luôn đi. Khó kẹt nó không lên được. Nằm dưới đấy luôn đi. Bật điện lên, bật điện lên. Bật điện lên, bật điện lên. Em ơi, cứu anh. Cứu anh làm sao được? Bị kẹt rồi. Đâu đây này. Chết chưa? Đáng đời. Anh vừa khít rồi trời. Để em ngồi lên là cho nó vừa khít luôn nhá. Bị kẹt đứng trong mày rồi. Em ơi, cứu anh ra đi. Thế nào mà cái đó đi thế vừa thế nhỉ? Cứu anh. Cứu anh lên làm nào? Kéo anh lên. Kéo lên á? Kéo, cầm tay à. Đây, cầm tay. Cầm tay em. Kéo lên. Ôi dồi. Kéo cái chân ra chân. Chẳng kéo cái chân à? Không được, nó kẹt vào người anh rồi. Tọt được vào đây. Ai bảo anh lăn xuống đấy? Kéo lên đi. Nào bây giờ, bây kéo giờ. Kéo cái chân ra ra. Không kéo được, kẹt vào người rồi. Thế này, nó kẹt vào người anh rồi thế này. Ôi dồi. Ôi trời ơi. Nào, anh thấy em lại giống quái vật nghìn mắt chưa? Mày giống mặt chó. Chó nào có nghìn cái mắt như này? Của mắt này ai mà có thể qua được mắt em? Chuyện không có ai thể qua được mắt em. Bây giờ em đố anh ngồi đến rồi xem mặt em bao nhiêu cái mắt. Tao không dành cái vấn đề. Anh, đâu rồi, đi đâu? Đi đâu? Ô, này, sao mày rảnh vậy? Tại vì hôm nay em không ngủ được. Em không ngủ được thì làm gì mày có chuyện. Mày không ngủ được thì mày phải để cho người khác ngủ chứ. Không, em không ngủ được thì anh cũng không được ngủ. Cô riêng người ta anh ngủ á. Hello, xin chào. Tôi là quái vật nghìn mắt. Anh có sợ không? Không. Không có sao, hôm nay phải làm được không? Không sợ, sợ té cả ra quần. Ít thì té ra quần thì không sợ. Ôi dồi ôi. Con chó hiểu nó ăn năn nỉ, bây giờ đi ngủ thôi, cho nó đi ngủ. Còn bây giờ là My sẽ phải đi gỡ đống nghìn mắt này ra. Tại vì từ nãy bây giờ cũng phải gần sáng rồi, My cũng phải chuẩn bị đi ngủ thôi. Buồn ngủ lắm rồi. Ôi chết rồi. Ai? Chết rồi mọi người ơi. Chết rồi, dính lâu rồi, bây giờ nó dính chặt quá. Ai à. Ngu rồi. Chết rồi mọi người ơi, dính lâu bây giờ nó dính chắc quá khiếp. Gỡ từng này cái ra chắc nát mặt mất.
Anh em ơi, con là Mi. Bây giờ nó gỡ mặt thì nó ra không gỡ được. Ai mà không gỡ được? Gỡ có được cái này. Chết chưa, quả báo chưa? Gậy ông đập lưng ông chưa? Mày chết. Mày cứ phải đi ngủ mà mày ra đèn nè. Tại vì em hét to quá. Đang ngủ em cứ hét như kiểu chó điên bị cắt tiết ấy. Đau thả lời, mày đâu có đau, không có đau. Được, để tao đứng đây tao xem. Mày đi ngủ đi. Em có biết bây giờ là mấy giờ đêm không? Bây giờ là 3 giờ sáng đến nơi rồi á. Mà em vẫn cứ ngồi ở đây em hét. Ôi dồi ôi, cái da mặt của em kìa. Nó bong hết da rồi. Ồ, đúng là gậy ông đập lưng ông. Cái này như kiểu keo 52 rồi. Mày có để ý mồ. Anh em ơi, anh em thấy mặt trôi này của Bạch Mi hay thì nhớ cho Bạch Mi một like nhá. Và cho một subscribe nữa nhá. Này, bỏ thôi thằng nhá, chết chui vào gần giường nhá. Leo leo. Mày cứ cười tao đi, rồi xem đứa nào cười ai, đứa nào buồn cười hơn. Đau chưa, đau chưa? Không đau, vậy. Không đau á. Anh lại cảm thấy đau đến thấu xương, thấu tủy luôn á. Anh bóc thử một miếng nào. Ui cứng thế. Ui cứng em. Đúng là quả báo không chừa một ai. Mày cứ hiểu mà không qua mắt được tao đâu. Ừ, anh không muốn qua mắt em đâu. Con chó, mày cứ đi. Mày cứ đi ngủ đi. Đấy, anh em nhớ subscribe kênh HMCN cho Bạch Mi nhé. Mày cứ đi ngủ đi. Em vẫn hí hửng gỡ này mà. Em có muốn nhắn nhủ gì với các bạn đang xem không? Mọi người ạ. Thật ra là Mi thấy cái màn trộn ném này của Mi quá là thành công luôn. Cái này nó chỉ gọi là hy sinh thân mình một chút thôi. Dù là lần mình vẫn được màn trộn, con chó này không có hết hồn trộn đúng không? Hết hồn đâu, hết hồn đúng không? Không. Quá hết hồn luôn. Còn một điều nữa muốn nhắn nhủ. Đấy là mọi người thấy xe đồ này Mi đẹp không? Đấy. Quần sợi quá đen. Áo trong trắng tinh tinh tinh. Áo ngoài màu đỏ sợi một set gọi là quá đẹp luôn đấy, mọi người mà muốn sắm nguyên set như Mi nhá. À cả đôi giày, đừng bẩn mà không bẩn. Muốn sắm nguyên set như Mi thì lên ngay Homey nhá, yên tâm ngon bổ dễ lượng. Ok, bây giờ thì Mi để một hình gỡ nữa cái này ra cho cả mọi người. Rồi, mẹ ơi.